Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, trời nhiều mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời nhiều mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.